chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối Đài Truyền hình Trà Vinh hôm thứ Hai ngày 30 tháng 9. Trong chương trình Thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dân thẳng dự buổi diễn tập phòng chống thiên tai năm 2024 tại thị xã Duyên Hải. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái thăm các chùa và cán bộ lão thành cách mạng là người dân tộc Khmer nhân dịp Sananta năm 2024. Ông Trần Trường Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh trả lời người dân về công tác phòng ngừa dịch tả heo châu Phi vào những tháng cuối năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 30 tháng 9, thị xã Duyên Hải tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Đến dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, đồng chí Đại tá Trương Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Dương Văn Triệu, Bí thư Thị ủy Duyên Hải cho biết, cuộc diễn tập lần này là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điều hành và kỹ năng xử lý các tình huống của cấp ủy chính quyền địa phương, làm tốt vai trò tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp ngành, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ khi có tình huống thiên tai xảy ra, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng của địa phương với các lực lượng tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân khi có thiên tai. Cái mong muốn lớn nhất của chúng tôi là qua cái cuộc diễn tập này, đó là nâng cao cái ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đặc biệt là tuyên truyền rộng rãi cho người dân thấy rằng cái tác hại, cái nguy hiểm khi mà bão nó đổ bộ vào mà chúng ta không có cái phương án nó hữu hiệu nhất thì thiệt hại nó sẽ vô cùng lớn đối với người dân, của cải tài sản của nhà nước và nhân dân. Và qua cái diễn tập lần này thì chúng tôi một lần nữa muốn khẳng định là cái bốn tại chỗ để anh em mình coi như thế nào. Chúng ta có một kế hoạch tốt rồi, nhưng mà ứng phó nhất là cái thực binh chiều nay. Thì chúng tôi thấy rằng qua đó để ứng dụng cái kế hoạch rồi xem cái bốn tại chỗ của lực lượng cứu hộ của mình như thế nào để chúng ta ứng phó làm sao một cách hiệu quả nhất. Nội dung của diễn tập được chia hai giai đoạn: vận hành cơ chế và thực binh xử lý một số tình huống phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại thực địa. Trong diễn tập vận hành cơ chế, tình huống giả định được đặt ra là bão số 5, một cơn bão rất mạnh có phạm vi ảnh hưởng rộng và có khả năng đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, có thể gây thiệt hại lớn đến người và tài sản. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Duyên Hải đã tổ chức cuộc họp khẩn đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch, tổng hợp ý kiến tham mưu, đề xuất của các thành viên, đồng thời điều động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý kịp thời tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Và giai đoạn diễn tập thực binh, thị xã Duyên Hải tổ chức thực binh thông báo bão, kêu gọi tàu thuyền trên sông và khu vực tránh trú bão và thực hành tìm kiếm cứu nạn trên sông, tại Ba Động, xã Trường Long Hòa. Thực binh huy động các lực lượng, phương tiện tổ chức sơ tán di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức cho dân trú tránh tại chỗ tại trường trung học cơ sở Trường Long Hòa. Thực binh gia cố đoạn đê ấp nhà mát và thực binh khắc phục hậu quả vệ sinh môi trường sau bão, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Tôi là ngư dân đi tàu đánh bắt biển Trà Vinh, cán bộ thực tập của đội biên phòng của tỉnh Trà Vinh thực tập chúng tôi rút kinh nghiệm để có bảo chúng tôi có tình huống xảy ra đang xử lý kịp thời, nắm bắt được tình hình những cơn bão xấu đang tránh né là đây là rất tốt. Tôi cũng chuyên tiền cho ngư dân khác để chấp hành tốt cho trong những cơn bão tránh né cho kịp thời ngư dân. Thông qua diễn tập là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử trí tình huống khi có thiên tai, đặc biệt là hình thành ý thức chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng chống thiên tai của người dân. Đêm 29 tháng 9, tại thành phố Rạch Giá, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Kiên Giang phối hợp Ban vận động gây quỹ xây dựng khu lưu niệm cố sơn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Khúc hát tri ân. Đây là hoạt động nhằm tri ân và tôn vinh những cống hiến của ông Diễn Châu trong phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và bộ môn cải lương, một loại hình nghệ thuật thuộc di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
qua đó kết hợp vận động kinh phí tài trợ xây dựng khu lưu niệm cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu tại Trà Vinh. Tại chương trình, các đại biểu và đông đảo khán giả được thưởng thức nhiều bài giọng cổ, trích đoạn cải lương và những tiết mục giọng cổ hài do cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu sáng tác. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cho biết, cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu trọn cuộc đời gắn với nghệ thuật sân khấu cải lương. Những đóng góp của ông trong lĩnh vực nghệ thuật đã góp phần quan trọng trong việc phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thể hiện đơn ca tài tử Nam Bộ. Nhằm tri ân những đóng góp của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu cho nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thống nhất tạo quỹ đất công tại ấp Cây Cha, xã Đông Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với diện tích 11.300 m² để xây dựng khu lưu niệm. Khu lưu niệm được thiết kế với 16 hạng mục chính, tổng kinh phí dự kiến thực hiện 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và xã hội hóa. Thông qua lời kêu gọi vận động từ đồng chí Nguyễn Văn Sáu, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Kiên Giang, ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận gần 800 triệu đồng ủng hộ từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân tại chương trình này. Sáng nay ngày 30 tháng 9, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đến thăm và tặng quà chùa Long Trường ở xã Tân Hiệp và chùa Xoài Xiêm mới ở xã Nghệ Xuyên, huyện Trà Cú nhân dịp Sananta năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các vị hòa thượng, thượng tọa sư sãi và bà con Phật tử, và chúc các vị hòa thượng, thượng tọa đại đức chư tăng và toàn thể đồng bào Phật giáo Nam Tông Khmer đón mừng lễ Sananta năm 2024 vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm và an toàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương các vị sư và bà con Phật tử người Khmer đã đoàn kết, chung sức cùng chính quyền và nhân dân địa phương phát triển sản xuất, góp phần cho tỉnh Trà Vinh thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các vị chức sắc và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Thông tin thêm với các vị hòa thượng, thượng tọa sư sãi và bà con Phật tử, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, đến nay Trà Vinh đã có 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 1,19% trong đồng bào dân tộc Khmer, còn 2,03%. Nhân dịp này, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tặng quà cho các chùa mừng lễ Sananta năm 2024. Nhân dịp Sananta của đồng bào dân tộc Khmer, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang Nguyễn Văn Ngà cùng lãnh đạo phòng nội vụ, phòng dân tộc huyện đã đến thăm và tặng quà chùa Chong Mê Sô Chát, chùa Có Sơm ở xã Thuần Hòa, chùa Đơm Bấp Bi ở xã Nhị Trường và thăm nhiều cán bộ lão thành cách mạng tiêu biểu đang sinh sống trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Ngà ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị hòa thượng, thượng tọa đại đức, gia đình cán bộ dân tộc Khmer, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và gửi lời chúc đến toàn thể đồng bào Khmer trong huyện đón Sananta vui vẻ, hạnh phúc, an toàn và tiết kiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Ngà thông báo những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của huyện đạt được trong thời gian qua và cho rằng kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của các vị sư sãi, bà con Phật tử và đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Cầu Ngang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang mong muốn đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phấn đấu lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang gửi tặng mỗi nơi đến thăm một phần quà dù đón Tết Sananta năm 2024. Tại huyện Càng Long, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Văn Triều cũng vừa đến thăm tặng quà các chùa Khmer và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở xã Phương Thạnh nhân Sananta năm 2024. Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Càng Long Nguyễn Văn Triều ân cần thăm hỏi đời sống sức khỏe ban quản trị chùa, các vị sư sãi, bà con Phật tử Khmer và ghi nhận những đóng góp của quý chư tăng và đồng bào Phật tử trong thời gian qua. Đồng thời, thông tin tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội của huyện 9 tháng qua. Qua đó, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Càng Long mong muốn ban quản trị các chùa, quý chư tăng tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong huyện nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Ban quản trị các chùa cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc của Hội đồng nhân dân huyện Càng Long đã đến chia vui cùng bà con Phật tử trong những ngày đón Sananta và hứa tiếp tục cùng các vị chư tăng tín đồ Phật tử Nam Tông Khmer phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn giáo và tích cực vận động đồng bào dân tộc Khmer chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng huyện Càng Long
không ngừng phát triển. Tại huyện Cầu Kè, lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện này cũng vừa đến thăm tặng quà 9 điểm chùa Khmer nhân dịp lễ Sanh Đôn Ta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua, đặc biệt là huyện Cầu Kè đã xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè cho rằng những kết quả đạt được của huyện Cầu Kè có sự đóng góp tích cực của các vị sư sãi và đồng bào Khmer trên địa bàn huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè mong muốn các vị sư tiếp tục đồng hành cùng các cấp ngành, vận động Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, chung sức giữ vững thành tích huyện nông thôn mới nâng cao. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè cũng đã đến thăm đội đua ghe ngò của huyện và cho biết để chuẩn bị tham gia giải đua ghe ngò nhân dịp lễ Ốc Om Bốc năm 2024, huyện Cầu Kè đã đầu tư 300 triệu đồng đóng mới một ghe ngò tham dự giải đua này do tỉnh tổ chức. Tối ngày 28 tháng 9 tại ấp Trung Nô 3, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè đã diễn ra lễ khai mạc Tết Quân Dân gắn với lễ Sanh Đôn Ta năm 2024. Tết Quân Dân gắn với lễ Sanh Đôn Ta năm 2024 diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 9, với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, hội thi gói bánh tét, làm mứt, triển lãm cây trồng, vật nuôi, đạt hiệu quả kinh tế cao, triển lãm các sản phẩm OCOP của địa phương. Để thực hiện tốt Tết Quân Dân và Sanh Đôn Ta năm nay, Ban chỉ đạo Tết Quân Dân xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện hỗ trợ trên 7,3 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, xã Hòa Tân đã xây dựng và đưa vào sử dụng cầu nông thôn ấp Trong Ngô 3, lắp đặt 49 trụ đèn năng lượng mặt trời, nâng cấp sửa chữa hương lộ 50, xây dựng 3 tuyến đường đan và xây dựng 39 căn nhà cho hộ đang khó khăn về nhà ở. Tại lễ khai mạc, Ban chỉ đạo Tết Quân Dân xã Hòa Tân đã trao tặng 10 xe đạp, 131 suất học bổng và 27 suất tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo, học sinh vượt khó học giỏi, và trao tặng 10 phần quà, 300 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Tết Quân Dân là sự kiện nhằm phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết quân dân, cùng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh địa phương, qua đó tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Sáng nay, ngày 30 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh tổ chức tập huấn đơn ca tài tử năm 2024 cho gần 100 học viên là chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ đơn ca tài tử. Những người yêu thích loại hình nghệ thuật truyền thống này đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ đơn ca tài tử trên địa bàn tỉnh. Nghệ thuật đơn ca tài tử là một loại hình văn hóa nghệ thuật đậm chất Nam Bộ, được Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm. Cùng với cả nước, tỉnh Trà Vinh và các tỉnh thành nơi có di sản nghệ thuật đơn ca tài tử đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật này. Lớp học cũng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của đơn ca tài tử. Chương trình đào tạo tập trung vào các bài bản đặc trưng về đơn ca tài tử như các điệu thức Nam, Bắc, Quán, ca ra bộ và kỹ năng biểu diễn sân khấu. Lớp học diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 nhằm nâng cao chất lượng các câu lạc bộ đơn ca tài tử, tạo ra nhiều tiết mục hay phục vụ cộng đồng. Việc tổ chức lớp tập huấn này thể hiện sự quan tâm của tỉnh Trà Vinh đối với việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Ngày 29 tháng 9, Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Trà Vinh phối hợp với Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp đào tạo bóng đá năng khiếu cho 25 học viên từ 10 đến 12 tuổi trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Với phương châm đào tạo là đạo đức, trung thực, trách nhiệm, Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Trà Vinh sẽ đào tạo với đội ngũ huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho học viên luyện tập bóng đá với môi trường thân thiện và chơi bóng trong môi trường chuyên nghiệp. Thông qua lớp đào tạo nhằm giúp các học viên có được sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe. Đây cũng là dịp để Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Trà Vinh tuyển chọn những học viên có năng khiếu thể hình vượt trội vào đội tuyển năng khiếu tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, các cấp hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh tập trung triển khai, thực hiện nhiều hoạt động chung tay xây dựng phong trào này, trong đó có công tác bảo vệ môi trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay từ những ngày đầu triển khai, bà Trần Thị Ngọc Hương ở xã Lương Nghiệp Anh, huyện Trà Cú đã tích cực phân loại rác thải gia đình thành 4 loại gồm rác thải tái chế,
rác thải nguy hại, rác thải còn lại và một thùng để ủ rác hữu cơ làm phân bón. Từ khi thực hiện mô hình, mỗi tháng bà gom rác tái chế bán một lần, tăng thêm thu nhập gia đình. Riêng việc ủ rác hữu cơ làm phân bón cũng giúp gia đình bà Hương có thêm phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp. Khi mà mình phân lại rồi thì mình thấy thứ nhất là nó sạch sẽ cái môi trường xung quanh, bảo vệ cái sức khỏe của mình. Với lại phân hữu cơ mình đi tưới thì cũng giảm được cái phần chi phí rồi giảm được thuốc trừ sâu, với lại là rau mình được an toàn hơn. Để thực hiện tốt mô hình này, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh phối hợp với các đơn vị địa phương tập huấn hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải bằng phương pháp sử dụng men vi sinh IMO cho hội viên phụ nữ là thành viên nhóm cộng đồng tự quản bảo vệ môi trường. Theo đó, hội viên phụ nữ được hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải bằng men vi sinh IMO tại hộ gia đình, được hỗ trợ nguyên liệu thực hành cách làm men vi sinh IMO ứng dụng vào xử lý rác thải đã phân loại. Nó không có chất độc hại, rồi với phần nữa là mình ăn nó không có bệnh này kia, nó sẽ thoải mái hơn, mình ăn muốn ăn giờ nào cũng vẫn được, chứ không phải như cái phân kia thì phải mình đợi đúng ngày hoặc lâu ngày mình mới ăn được, còn cái này là tưới xong 2 ngày 1 ngày mình vẫn ăn được bình thường. Khi sử dụng men thì nó sẽ tốt cho, rồi thoải mái cho mình nữa, là được vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, rồi với cái phần nữa là mình được dội chuồng bò chuồng heo, nó sạch sẽ và nó không có bị hôi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, Hội Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức nhiều cuộc ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng nhiều tuyến đường qua sáng, xanh, sạch, không rác thải. Riêng huyện Cầu Ngang thực hiện mô hình tổ phụ nữ trồng hoa, đẹp đường, thêm thu nhập. Chị em đã chọn cây hoa đậu biếc, vừa cho hoa nhiều, đẹp cảnh quan môi trường, vừa tăng thêm thu nhập, giúp chị em nâng cao chất lượng cuộc sống. Thì mô hình trồng hoa đậu biếc ở đây mang lại cái hiệu quả thiết thực về kinh tế. Chị em ở đây là đồng tình hưởng ứng ủng hộ và trồng theo. Đây cũng là một cái mô hình dân vận khéo của xã. Hình thức bán hàng hiện nay chủ yếu là kết nối qua là bán hàng online. Cái thị trường tiêu thụ chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội, các tỉnh miền Bắc và các tỉnh miền Trung. Vai trò phụ nữ xã là tuyên truyền vận động chị em là tiếp tục trồng hoa đậu biếc. Thứ nhất là tạo về cái cảnh quan môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thứ hai là có thêm cái thu nhập để tăng thêm cái thu nhập phát triển kinh tế cho gia đình, nâng cao cái quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Đến nay, các cấp hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã xây dựng được hơn 120 ngôi nhà thu gom rác thải nhựa, duy trì mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp tại 106 xã phường thị trấn, với tổng chiều dài hơn 220 km, lan tỏa nếp sống thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thú vị cho các bạn, theo các ngành chuyên môn thì hiện nay dịch tả heo châu Phi trong cả nước nói chung, ở Trà Vinh nói riêng xảy ra phức tạp. Và theo dự báo, tình hình dịch bệnh này còn diễn biến phức tạp vào những tháng cuối năm. Điều này gây ra nhiều lo ngại cho người chăn nuôi. Vậy biện pháp nào để phòng ngừa cái hiệu quả dịch tả heo châu Phi trong những tháng cuối năm? Ông Trần Trường Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết trong chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dạ, thưa ông, vừa qua có nhiều thông tin cho biết hiện nay tình hình dịch tả heo châu Phi trong cả nước nói chung và Trà Vinh nói riêng xảy ra khá phức tạp. Xin ông có thể chia sẻ cụ thể về vấn đề này. Thì năm 2024 đó, thì qua theo dõi thì cho thấy là cái tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn cả nước nói chung là diễn biến rất là phức tạp. Theo cái số liệu công bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đó, thì trong 9 tháng đầu năm 2024 đó, thì cả nước có xảy ra trên 1.000 ổ dịch ở 46 tỉnh thành với trên 63.000 con heo lớn nhỏ các loại bị bệnh và phải tiêu hủy. Nếu như con số này mà so với năm 2023 đó, thì con số này đã tăng 2,74 lần, tức là gần 3 lần so với năm 2023. Còn đối với tỉnh Trà Vinh của chúng ta đó, thì trong 9 tháng đầu năm đó, thì toàn tỉnh xảy ra 4 ổ dịch ở 4 địa phương, ở huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, Châu Thành và Cầu Ngang. Thì với 246 con heo bị bệnh và phải tiêu hủy,
Trước tình hình dịch bệnh xảy ra đó, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn trực thuộc sở, đó là Chi cục Chăn nuôi Thú y, phối hợp với các sở ngành có liên quan và địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý khoanh vùng dập dịch, với cái tinh thần là thực hiện quyết liệt. Thì đến thời điểm này cái tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh là cơ bản được kiểm soát. Dạ thưa ông, nhiều người dân, nhất là đối với các hộ chăn nuôi, rất lo ngại về dịch tả heo châu Phi sẽ bùng phát vào những tháng cuối năm. Vậy theo ông thì nguyên nhân nào có thể xảy ra dịch tả heo châu Phi trong những thời điểm, những tháng cuối năm ạ? Như thông lệ hàng năm đó, vào cái thời điểm cuối năm là cái tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi là nó gia tăng, trong đó có dịch tả heo châu Phi. Thì bệnh dịch tả heo châu Phi á, đây là một cái bệnh truyền nhiễm rất là nguy hiểm do virus gây ra. Cái đặc điểm của bệnh đó là lây lan nhanh ở mọi cái lứa tuổi và mọi loài heo, kể cả heo nhà và heo rừng đều có khả năng bị mắc bệnh. Bệnh nó gây nên cái tỷ lệ tử vong cao, có khi nó chết 100% tổng đàn, và hiện nay thì chưa có thuốc đặc trị. Vào cái thời điểm cuối năm đó là cái thời điểm mà môi trường thời tiết nó diễn biến rất là thất thường, mưa bão nắng nóng nó thay đổi liên tục, làm cho cái sức đề kháng của con vật nuôi nó bị yếu đi. Đây là cái điều kiện thuận lợi để cho dịch bệnh nó tấn công, phát sinh và lây lan. Nhất là những cái nơi mà nó có xảy ra những cái ổ dịch cũ đó, tại vì ở những nơi này đó thì cái virus nó đã tồn lưu trong cái môi trường. Thêm vào đó thì cái tỷ lệ mà tiêm phòng dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh của mình cũng còn rất là thấp. Đến nay thì dịch tả heo châu Phi tiêm phòng chưa được 10%, mới trên 9% thôi. Thì với cái tỷ lệ tiêm phòng như vậy đó, chưa đảm bảo đủ bảo hộ cho cái đàn vật nuôi. Thêm vào đó thì vào cái thời điểm cuối năm đó, thì do cái nhu cầu về cái lượng thực phẩm là thịt heo đó để phục vụ cho các cái dịp lễ Tết nó tăng lên. Do vậy thì cái khả năng là tăng đàn là rất cao. Mà đặc điểm về tình hình chăn nuôi của tỉnh đó, là bà con chăn nuôi thì đa số là chăn nuôi theo hình thức là nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình. Do vậy thì chưa có các biện pháp tiêm phòng, tức là chưa thực hiện tốt cái việc mà vệ sinh tiêu độc khử trùng, hay là chăn nuôi theo cái hình thức là an toàn sinh học, hay là chưa có tiêm phòng đủ các loại vaccine phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm. Đây chính là cái nguy cơ mà nó có khả năng nó xảy ra cái dịch bệnh vào cái thời điểm cuối năm. Dạ, trước tình hình đó thì ngành nông nghiệp tỉnh có biện pháp gì để phòng ngừa dịch bệnh này có hiệu quả thưa ông? Trên cái cơ sở mình dự đoán nhận định cái tình hình đó, từ đây tới cuối năm đó thì cái dịch bệnh mà dịch tả heo châu Phi có chiều hướng gia tăng đó, về phía cơ quan chuyên môn là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng có đề ra một số giải pháp để xử lý. Một là chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức, tức là tăng cường cái tuyên truyền quyết liệt đến hộ chăn nuôi về cái tác hại, về cái nguy cơ tác hại của dịch bệnh, để người chăn nuôi là nâng cao cái nhận thức cũng như là cái trách nhiệm của mình trong cái công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời cũng hướng dẫn người chăn nuôi đó thực hiện các cái biện pháp phòng bệnh như là tiêu độc khử trùng, rồi chăn nuôi theo cái mô hình an toàn sinh học, và đặc biệt là phải tiêm phòng đủ các cái loại vaccine mà gây bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi. Cái thứ hai đó là chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác là giám sát cái đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện, xử lý dịch bệnh cho nó kịp thời, không để dịch bệnh nó phát sinh lây lan. Là kiên quyết là xử lý những cái trường hợp là không khai báo bệnh, tức là giấu bệnh, hoặc là bán chạy, hoặc là giết mổ mà gia súc mắc bệnh, hoặc là nghi mắc bệnh, hoặc là vứt xác cái gia súc mà bị bệnh, heo bị bệnh ra cái môi trường bên ngoài để làm cho dịch bệnh phát sinh lây lan. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác là vận động để tiêm phòng đối với cái vaccine là phòng dịch tả heo châu Phi, đảm bảo đủ cái tỷ lệ tiêm phòng là đạt từ 80% trở lên tổng đàn thuộc cái đối tượng tiêm. Như vậy thì mới đảm bảo đủ cái bảo hộ cho đàn vật nuôi. Cái thứ tư đó thì chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác kiểm dịch, kiểm tra cái việc mà mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, mà đặc biệt là heo đó, để ngăn chặn cái tình trạng là mua bán vận chuyển là heo trái phép. Tăng cường cái công tác là thanh tra liên ngành, kiểm tra liên ngành để kiểm tra cái việc mà mua bán rồi vận chuyển giết mổ, vận chuyển các cái sản phẩm mà từ heo bệnh đó để bán vào các cái khu vực chợ, nó làm cho dịch bệnh phát sinh lây lan. Dạ, còn đối với người dân thì cần tuân thủ những biện pháp gì để đảm bảo an toàn trong chăn nuôi thưa ông? Để đảm bảo an toàn trong chăn nuôi cũng như là để phòng chống dịch tả heo châu Phi đó, thì đối với người chăn nuôi thì chúng tôi có một số cái khuyến cáo như thế này. Thứ nhất là người chăn nuôi phải áp dụng cái biện pháp là chăn nuôi theo cái phương pháp là an toàn sinh học. Đây là cái biện pháp mà rất là quan trọng và rất là hiệu quả trong cái công tác phòng chống dịch bệnh. Cụ thể là phải chọn cái con giống tốt và có nguồn gốc nó rõ ràng. Cái thứ hai là tăng cường cái công tác là chăm sóc chăn nuôi, tức là phải cho cái con vật nuôi nó ăn thức ăn đảm bảo chất lượng, rồi uống nước là phải cái nước là
có chất lượng, thường xuyên là thăm khám và kiểm tra cái thể trạng của đàn heo, đặc biệt là phải thực hiện cái vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, là tiêu độc khử trùng các cái dụng cụ mà phục vụ trong cái việc chăn nuôi, hay là tiêu độc khử trùng xung quanh cái khu vực chăn nuôi. Phải kiểm tra chặt chẽ cái việc mà người và các cái phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi. Cái thứ tư đó là phải thực hiện cái việc mà tiêm phòng các cái loại vaccine mà gây bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi. Mà đặc biệt chúng tôi cũng khuyến cáo người chăn nuôi là phải thực hiện tốt cái nguyên tắc 5-0, tức là không chấu bệnh, không mua bán, vận chuyển gia súc bị mắc bệnh hoặc là nghi mắc bệnh, không giết mổ và tiêu thụ là gia súc bị bệnh, không có vứt xác cái gia súc bị bệnh ra môi trường bên ngoài, và không có sử dụng cái thức ăn dư thừa mà chưa qua xử lý nhiệt để tái sử dụng trong chăn nuôi. Nhân đây xin ông cho biết thêm về kế hoạch chăn nuôi của tỉnh ta trong những tháng cuối năm để đảm bảo đủ nguồn thực phẩm cung cấp trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2025. Để mà duy trì cái đàn vật nuôi mà phục vụ cái sản phẩm thịt trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới đó, thì về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chúng tôi cũng đã ban hành cái kế hoạch số 923. Cái kế hoạch này, đó, nội dung của kế hoạch này là chỉ đạo tăng cường cái công tác là tạo cái nguồn giống tốt để phục vụ cho phát triển chăn nuôi, để cung cấp cái nguồn thực phẩm là thịt đó, đảm bảo đủ chất lượng để tham gia vào cái chương trình bình ổn giá năm 2024 cũng như là Tết Nguyên Đán 2025. Và tại cái kế hoạch này đó thì Sở Nông nghiệp cũng chỉ đạo là các cái cơ quan chuyên môn mà trực thuộc sở đó thì phải phối hợp chặt chẽ với các sở ngành có liên quan và địa phương thực hiện tốt cái kế hoạch số 91 của Ủy ban nhân tỉnh về cái kế hoạch phát triển chăn nuôi cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Và nếu như chúng ta thực hiện tốt các kế hoạch này đó thì cái nguồn thực phẩm là thịt đó, cung cấp trong dịp Tết Nguyên Đán này chắc chắn sẽ đảm bảo. Dạ, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.